chào các bạn. Cái món này xài nhỏ nhỏ để trên đây không ta? To nhỏ nhỏ để trên đây không á mà. Mỗi lần á mình đi bán tạ, ở dưới là hết tạ. Má chỉ là thằng bán tạ thôi mà không có tạ bán mà ngang gì. Cục về 8kg cân chơi coi đúng 8kg không? Cân chơi thôi nha. Nếu mà ít ký hơn xó sụt nha. Má nó 8kg mấy luôn, mày ngu. Thằng này ngu. Làm tạ hả mà làm ngu. Ta làm ta phải ăn gian người ta mới có tiền. Bà mẹ nó cục này. Nó làm lạng, nó làm dư lạng gửi luôn ta. Có phải không? Nó trồng dư khúc không biết dư nhiêu nữa. Mà 10 cục nhân lên là mày lỗ sắt rồi. Dạ. Chơi thử cục 12,5kg thôi. Nó để đây nhiều quá, cục mẹ. Lát mẹ nó đi 12,5kg. Chắc mẹ hết bạn ơi. Cái cân này có 12kg à. Mất một cái nó lên 13kg luôn. Trời thằng này ngu nữa. Trời ơi. Bởi vì bạn nào tập tạ tới hát còn là bị đè là chuyện bình thường cho bạn. Đó. Bạn hổ báo trường mẫu giáo ở đâu không biết. Bạn vô tới hát còn là tạ cho có nặng thôi. Nên mấy thằng kia đổ thừa qua đây. Ừ qua đây không có gái tập yếu anh. Yếu nói mẹ yếu đi bị đặt gái ngu. Nhiều thằng nó xin ngảo mà. Nó tới tới hát còn là nó tập nó bị đè hoài mắc cỡ. Nó nói bên kia mà để được 4 bánh xong rồi em để có 3 bánh nè. Tao cóc mày cần biết tao bấy 4 bánh 3 bánh. Tao chỉ cần biết là cái cây này mà đẩy được nhiêu thôi. Và thằng khác cũng vô cây này đẩy ngon mày này, nó mạnh hơn mày. Vậy không nói nhiều nữa mệt quá. Thôi. Giờ này mà rất kiếm chuyện xả chết đầu vlog chơi đó bạn. Hôm qua là anh đã chia sẻ với các bạn một cái vlog nói về cái gì quên rồi ta. Ăn như thế nào khi tập thể hình đúng không? Thịt cá trứng sữa rồi rau xanh củ quả nước à, đúng không? Nhưng mà giờ mình đi một cái tầm mà nó cao hơn. Ăn như thế nào để lean body không bạn? Cái đẳng cấp tăng cơ giảm mỡ là đẳng cấp mà thằng nào cũng thèm hết á. Ai cũng muốn, ai cũng ước và chả ai đạt được. Một số người rất nhỏ đạt được. Nên chuyện bạn tập tạ mà không tăng cơ giảm mỡ là chuyện bình thường là có buồn bạn ơi. Chuyện đâu có đó buồn khỉ gì nha. Nhớ có kinh nghiệm. Quan trọng mình sống với niềm vui, mình làm hết sức mình thôi, nó tới đâu tới kệ nó đi ha. Trước tiên á, mà nói về vấn đề tăng cơ giảm mỡ đó thì anh muốn nói một chút xíu lại về vấn đề của TDEE, tức là tổng số năng lượng đốt đi ngày của bạn, ta kêu là TDEE. Năng lượng tôi đốt đi ngày đó có cái tự đốt và có cái là bạn phải đốt. Tự đốt giống như là anh ngồi anh thở là tự anh đốt. Anh ngồi nhớ người yêu não suy nghĩ tự anh đốt. Anh ngồi suy nghĩ về bài toán tự anh đốt. À, còn những cái mà bạn buộc phải đốt nó là năng lượng vận động. Giờ mình người Việt Nam mình anh xin nói vậy, một cái năng lượng sống và một cái năng lượng vận động. Năng lượng sống là BMR, năng lượng vận động là một cái năng một cái phần năng lượng dư lên khác nhau ở từng người. Người thằng vận động nhiều á thì cái năng lượng vận động nó cao, thằng vận động thấp á thì cái năng lượng vận động nó thấp. Vậy tóm lại, cái năng lượng tiêu thụ một ngày á ta kêu là TDEE nha. Nhớ TDEE là cái lượng năng lượng tiêu thụ một ngày. Còn hôm qua bạn ăn rau xanh củ quả thịt cá trứng sữa, mấy cái đó sinh ra calo thì cái đó kêu là năng lượng ăn vào. Năng lượng ăn vào nó hoàn toàn khác với năng lượng hấp thu. Cho nên nhớ, có nhiều bạn tính toán sai lầm, không phải sai lầm mà là mập mờ giữa hai con số là ăn vào và hấp thu. Đó, giống như giờ đã nói cái này bằng thực tế này, nhiều bạn nào comment anh là bạn hiểu nè, bạn comment không có nghĩa là anh trả lời. Bạn nhắn tin anh đọc nhưng mà cũng không nghĩa là anh trả lời. Thì hai cái việc đó hoàn toàn là khác nhau. Anh nói ra bạn có thể nói là anh chảnh anh này rồi kia, nhưng mà khi bạn nằm ở trong vị thế của anh, bạn nằm ở trong một cái hoàn cảnh của anh đi, thì tự bạn sẽ thấy được và bạn hoàn toàn thông cảm và chia sẻ cho anh. Giống như anh ngày xưa anh tới nhà Lý Gia Kỳ anh gõ cửa cục tay luôn, không mở không mở, không đi chơi là không đi chơi. Nhưng mà tới bây giờ anh vẫn tôn trọng cô ấy. Anh đâu có bỏ cô ấy đâu đúng không bạn? Đó. Mình là siêu thật mà. Anh tới đâu rồi ta? À đúng rồi, bạn ăn vào không có nghĩa là hấp thu. Vậy thôi, mày ăn chị của mày hấp thu không như tao vậy, đúng không? Khi nào mà hai người có một cái điểm chung á, có một sự tình cảm á, thì bạn ăn nhiều hấp thu nhiều, bạn ít hấp thu ít. Có một cái gì mới trả lời cho hỏi là sao em ăn nhiều mà em mập? Mày ăn là chuyện hấp thu không chuyện của nó chứ, đúng không? Không có cưỡng cầu được đó. Rồi có đứa hỏi sao em ăn ít mà em mập? Đó, tại vì mẹ ăn ít nhưng mà hấp thu hết. Như vậy
và chỉ số trao đổi chất của mày yếu nữa, nó đốt ít là nó mập vậy thôi. Nên cái TDE là gì? TDE là cái năng lượng tiêu thụ một ngày. Nếu mà cái năng lượng hấp thu, anh dùng chữ hấp thu nha, anh không dùng chữ ăn nha bạn. Năng lượng hấp thu, nếu mà năng lượng hấp thu của bạn nó lớn hơn TDE, bạn sẽ tăng cân. Có nhiều bạn vẫn còn mập mờ giữa cái năng lượng tiêu thụ và năng lượng ăn vào là sai. Chỉ mày ăn là kệ mày, tao không biết mày ăn cái gì cả, tao chứ không biết tao hấp thu việc hay không. Ví dụ như bạn uống sữa bằng đau bụng thì chứng tỏ là bạn không hấp thu được sữa vậy thôi, gì đúng không? Nó là sao đau bụng vậy, giải thích mà. Nó uống ọt đúng không, nó chạy tới bao tử nằm đó, bao tử nó xì nước tươi xì dầu vô, nó rất không hấp thu được đúng không, là nó đau ngoằn ngoằn rồi, xong rồi nó bán cái bạn, nó chơi trò Barcelona nữa. Ví dụ như bao tử nó không thu được, nó đẩy vô ruột phát nữa. Nhưng mà kệ nó, kèo nó khó quá mày làm đi. Đó, xong nó đẩy vào ruột một cái, ruột bó tay, ruột nó không hấp thu được, nó xịt dầu nước tương vô hồi nữa, nó đau nặng hơn nữa. Đó, nó đau nặng hơn nữa, rồi xong rồi cái đau quá. Rồi cái nó đẩy xuống ruột già. Nó đẩy xuống ruột già xong đẩy vào cống của bạn đi chỗ khác. Đó, cái đó là quá trình như vậy là nó đi vô từ lỗ này ra lỗ khác, nó không hề hấp thu miếng nào cả. Mà nó còn mang lại cho bạn một cái khó chịu. Nếu mà khó chịu thì bạn cũng biết. Còn có mấy thằng nó xử lý âm thầm. Ôi trường hợp là chưa cần phải đau, đẩy đi, đẩy nó đi ra đi một cách êm thấm. À, giống như trong hội fan THOL là fanpage, có cái trường hợp kích ồn ào mà có trường hợp kích dịu êm. Nó nên rõ ràng là có những cái đúng cái đề mình ăn vào chưa chắc hấp thu. Chưa chắc hấp thu, nên đừng có ảo tưởng là tôi ăn thịt bò một lạng tôi sắp thu 25g đầu tiên, chuyện không có trên đời. Không bao giờ có. Hiệu suất luôn nhỏ một, đó là vật lý. Mà còn hiệu suất đồ ăn á, thậm chí bạn chắc nhỏ hơn nhiều luôn, chứ không phải nhỏ hơn một mà nhỏ hơn nhiều thì không biết thôi, tùy mọi người. Không có nghiên cứu ra được cái này bạn. Bạn ơi, bởi vì bạn đừng có nói chuyện giáo sư hình nhức đậu bạn. Giáo sư hình nó đúng lắm. Nói gì phải thí nghiệm, thực tiễn lâm sàng. Muốn gì muốn, anh Duy chia sẻ lý thuyết trên cái mặt nền tảng gì đó. Em dễ dùng áp dụng cái bụp, nhưng mà em phải theo cái cơ thể của em đó chứ. Dù như ông Duy để 5 miếng cày, ông để 5 miếng, mình yếu yếu mà để 3 miếng. Hoặc là ông ăn nhiều cũng vậy. Ví dụ thứ nhất là một là ông tiền nhiều ông ăn nhiều, mình tiền ít mà ăn ít, đúng. Rồi thứ hai nữa là ông tập nhiều cũng lâu rồi, ông cần protein cao, ông hấp thu nhiều, ông ăn nhiều được. Còn mình chưa hấp thu cao, mình ăn vừa vừa thôi. Đó là gì? Đó là cái sự tùy chỉnh. Thôi không chỉ chiêu xa nữa, nó ngắn rồi nè. Ăn cao hơn TDE, ôi lộn, hấp thu nhiều hơn TDE chắc chắn tăng cân. Hấp thu bằng TDE chắc chắn không tăng cân. Hấp thu mình hấp thu ít hơn TDE chắc chắn sẽ giảm cân. Nhưng sai tiếp. Nó gài từng thế nhau bạn. Yeah. Giờ như vậy, cái chuyện cân á là nói cho hiểu, nhưng mà ăn ít hơn TDE anh khẳng định giảm cân sai luôn. Mỗi khi trắc nghiệm level cao anh chấm sai câu này, level cùi anh chấm đúng. Bởi vì bạn hỏi sao con câu khi sai khi đúng. Giờ như vậy, cân của bạn phải hiểu là cơ mở nước. Cơ mở nước, nước là một cái gì đó là nó không phải thuộc về cơ thể của mình bạn. Nó là một cái gì đó, một thằng ngoại lai ở đâu ngoại chui vô, nó ở trong đó, nó ở nhờ dài thời gian xong rồi nó chán nó đi. Bởi cái thằng nước là thằng không trung thành với mình, thằng nước là cái thằng mà cơ thể giữ nước thì bằng nặng, cơ thể mà không giữ nước thì bằng nhẹ. Đó, nên cái nước rất là nguy hiểm. Mình phải dùng từ cho nó đúng vậy nè. Ăn ít hơn TDE, chắc chắn giảm mỡ, giảm cơ. Dùng từ đó chỉ nó chuẩn hơn đó bạn. Đó. Còn ăn nhiều hơn TDE chắc chắn tăng mỡ tăng cơ. Đó. Ăn bằng chắc chắn mỡ cơ cộng lại, có thể hàng khối lượng, tổng khối lượng nó không giảm. Tổng khối lượng nó không giảm. Đó. Như vậy thì nó sẽ mang một mức độ mà gọi nó sâu hơn. Mà trong đó tăng cơ tăng mỡ thì cái nào tăng nhiều nữa? Giảm cơ giảm mỡ cái nào giảm nhiều nữa? Giữ cơ giữ mỡ thì có thể trường hợp là hai cái cùng giữ, hoặc là cơ đi mỡ ở lại, hoặc là mỡ tăng cơ giảm, nó nhiều trường hợp với nhau lắm. Nên bạn đừng có đem cho anh bài toán, anh tại sao em ăn tên TDE giống như anh chỉ mà cơ em giảm mỡ em tăng. Thì tôi có biết đâu, cân nặng mà không thay đổi thôi, chứ có chuyện cơ mỡ nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ăn cái gì nữa, ăn cái gì nó sẽ sinh ra cái gì, và tập cái gì nó sẽ sinh ra cái gì. Nó là một bài toán rất là phức tạp bạn. Nên bạn vô bạn hỏi anh tập sao cho lên cơ, anh bố trả lời cũng được bạn nữa. Anh phải luyện công 20-30 cái vlog và luyện công thể hình online từ nhỏ lên mà mới hiểu được những vấn đề nói ngày hôm nay. Nên lean body là gì? Là tăng cơ, giảm mỡ. Là một cái đẳng cấp mà chúng ta cần phải tìm đến, chúng ta cần phải đạt được trong từng người chúng ta. Vlog này hơi khó hiểu nhưng các bạn đụng tới TDE là nhức đầu kinh khủng.
bây giờ mới đi từng cái chất, ánh xạ qua cơ mở nước, chất nào vô cơ thể cũng sinh mở, anh nói thiệt, chất nào vô cơ thể ngoại trừ nước, ngoại trừ nước đó. Còn thịt cá trứng sữa đúng không, rau xanh củ quả đúng không, cái thằng quỷ nào vô cơ thể sinh mở hết, bảo đảm ăn luôn. Tại vì mỡ là gì? Mỡ là cái nguồn dự trữ năng lượng. Năng lượng dư tự nhiên sinh ra mỡ thôi, chứ năng lượng dư nó không sinh ra cơ. Năng lượng dư sinh ra cơ tôi khỏi còn tập, tôi ở nhà tôi ngủ tôi mập và tôi lên cơ rồi. Nên không có khái niệm đó. Ăn cái gì đi chăng nữa, năng lượng dư sinh ra mỡ. Bây giờ cái vấn đề đầu tiên, mình đừng để năng lượng mình dư cái đã. Rồi, bài toán khó nhất, đừng để năng lượng mình dư mà để tăng cơ nó mới khó. Còn nếu bạn không làm được cái bài toán mà ăn bằng TDE mà tăng cơ, thì bạn làm bài toán ăn dư TDE mà tăng cơ, hạn chế mỡ. Đó là hai con đường mà anh nghĩ là bạn đi dễ nhất. Anh đang dùng cho Lean Body nha, tăng cân anh chưa nói đây. Tăng cân anh sẽ nói trong chủ đề khác. Rồi vậy nói tóm lại Lean Body, muốn Lean Body á thì năng lượng hấp thụ nó phải bằng hoặc lớn hơn TDE một chút, hoặc nhỏ hơn TDE một chút cũng được. Nhưng mà đừng có đi xa quá cái con số TDE. Đừng có em đi xa quá, em đi xa anh quá là em đi luôn. Nha các bạn. Rồi, vậy là xong cái bài toán calo. Calo hấp thụ phải xoay quanh cái con số TDE, không cao quá, không thấp quá. Một ý. Rồi cái cơ cấu thành phần thức ăn, cái cơ cấu thành phần thức ăn để cho nó lean rất là quan trọng, chứ không phải đùa, đúng không? Bạn phải hạn chế tối đa mấy thằng nhanh, hạn chế tối đa mấy thằng nhanh. Tại vì mấy thằng nhanh á là mấy thằng mà nó thân với insulin lắm, vô đẩy insulin một cái một, mà khi đẩy insulin một cái một, cơ thể đồng hóa rất là nhanh, đồng hóa rất là nhanh, kiểu gì cũng sinh mỡ. Bao giờ cũng vậy, bạn thân đời cơ mở mà nó kẻ thù với nhau là kẻ thù của mình thôi. Mình thấy nó kẻ thù thôi, nhưng thật sự trong cơ thể nó hai thằng bạn nhau, đi đâu cặp kè nhau đó. Nên cái chiến lược về dinh dưỡng, hạn chế mấy thằng mà nhanh vậy thôi. Nếu bạn đang muốn Lean Body nhanh là thế nào? Cáp nhanh, rồi nhanh vậy thôi. Rồi nhanh là gì? Quay rồi nhanh đó. Cáp nhanh là gì? Mấy thằng manto nè, mấy thằng glyco, mấy thằng đường cát, đường mía, rồi nước mía này đó, kem cuốc rồi đó. Mấy thằng quắp đó. Vậy là muốn ăn Lean Body thì phải sử dụng lại cái cáp vừa, cáp trung bình, cáp đẹp, cáp xịn, cáp tốt, rau xanh củ quả, không nói nhiều nữa. Rau xanh củ quả yếu mạch, yếu mót gì đó. Đó, còn nếu mà xài súp á thì phải nhìn trong cái thành phần của cáp đó phải là cáp xịn hay không. Phải quất. Quất bậy bạ là ngẫm, ví dụ cáp của Lean Body là cáp xịn. Mà đi quất cáp cùng muscle mass vô một cái, cáp muscle mass dùng để cắt tăng cân đó, dùng lộn chỗ một cái là mình bị dính liền. Thịt cá trứng sữa cũng vậy, thịt cá trứng sữa cũng vậy, hạn chế. Tại trứng á thì bỏ lòng đỏ, tại sao bỏ lòng đỏ? Bỏ lòng đỏ nó sẽ vi phạm nguyên tắc calo. Lòng đỏ nó không xấu nhưng mà nó vi phạm nguyên tắc sức khỏe là cholesterol cao, mà mỡ trong lòng đỏ cao, chất béo lòng đỏ cao dẫn ra cái calo hàng ngày mình nạp vào cao. Mà nạp calo từ mỡ cao thì nó sẽ rất khó cân bằng những cái thành phần dinh dưỡng khác để cho cái TDE nó bằng, để cho cái TDE nó bằng với cái mục tiêu mình đề ra lúc đầu. Ví dụ mục tiêu đề ra tôi ăn 3.000 calo, nhưng mà lỡ mình nạp calo từ mỡ hết mấy trăm bà đó rồi, làm sao mình cân hàng kia cho nó bằng lại. Đó, anh đang nói là cái cơ cấu thành phần thức ăn. Nên hạn chế mấy thằng nhanh, cả đường nhanh, ok, cả cáp nhanh lẫn rồ nhanh. Rồi. Vậy chứ hoàn chỉnh. Cáp hoàn chỉnh, rồ hoàn chỉnh là đẹp rồi, không nói nhiều nó mệt quá. Vậy rồ rồ như thế nào được gọi là hoàn chỉnh? Đó, nếu mà thức ăn tự nhiên á thì bà phải ăn nhiều loại rồ với nhau nó mới hoàn chỉnh. Một loại sao hoàn chỉnh? Đúng không? Đạn bò cạp không kiểu nào hoàn chỉnh được. Đạn gà ra cạp không kiểu nào hoàn chỉnh hết. Thì ít ra miếng thịt bò, miếng thịt gà kết hợp nhau, hoặc là sáng bò chiều gà, hoặc tối cá. Đó, đậu hũ miếng ăn cho mát ruột nữa. Đúng không? Rồi gà canh cải, bông cải, rồi sao su hào rồi đâu hầm thịt ăn nữa. Vậy nó mới hoàn chỉnh được. Nha các bạn. Còn nếu bạn xài súp thì bạn phang cho mấy thằng nào có hoàn chỉnh bằng cốt khách đi. Là đủ cái protein, khỏi lăn tăn, khỏi nhức đầu, khỏi suy nghĩ. Thì bạn cần phải có một cái chiến lược cân bằng giữa ăn và uống nữa, hay nó khác giữa tự nhiên và súp. Nó tùy thuộc vào cái điều kiện, thời gian và mục tiêu của từng người. Đó, giờ anh lấy ví dụ đơn giản thôi, quý mì da. Đang quý mì da, giờ bạn ngồi bạn ăn tô cơm ra, bỏ đạn bằng kia nó bỏ bạn mấy chục điểm mà, là chết ngắt. Bởi vậy quý mì da đói quá, đúng có liền, xong ra luộc kia nhanh. Đó là cái hoàn cảnh, nó phù thuộc. Nó hoàn toàn nó phù hợp. Không có thời gian nhiều chuẩn bị bữa ăn thì buộc phải cuốc, dặm cái này dặm cái kia. Cái bữa nào cần ăn thì ăn, bữa nào cần uống thì phải uống. Vậy mới là người không ngoan. Trong cái chiến lược về Lean. Đúng không ạ?
Rồi nói về cơ, bây giờ giữ cho cơ không giảm mà muốn cho cơ nó tăng nè. Mỡ bạn không cho mỡ nó tăng thì bạn dùng như nãy anh nói, bảo đảm mà không xì dục mỡ nào. Ăn xoay quanh TDE không cao lên, và thứ hai không đụng mấy thằng nhanh, không có lý do giảm mỡ hết. Kiêng mỡ cái nữa, kiêng mỡ cái nữa, nãy anh dặn rồi, lòng đỏ trứng là bỏ đó. Ủa đúng rồi, lòng đỏ trứng là bỏ, hay khác mà gặp mỡ là bỏ, ăn cơm sườn gặp mỡ hầm là quất bỏ, thêm bà nội bán cơm sườn mà quất thêm lớp mỡ cho miếng sườn nó trả lại bà luôn. Nói tôi chờ lại em chiếc khăn ngày nào gì đó, quất trả đi. Vô dặn trước bạn, nói chung mình Zimmer đang dặn trước chỉ cho em miếng sườn không thôi, đừng có mỡ hành, đừng có mỡ. Thì người ta bán cho bạn thôi. Giờ qua protein. Protein á, thì đương nhiên protein tốt, protein hoàn chỉnh. Không, khoan, nói chưa hoàn chỉnh đi, protein chất lượng cao. Thì giữa động vật thực vật, thực vật trong tự nhiên nha, anh không nói thực vật mà người ta cố tình người ta chiết xuất thành cho nó khủng mà anh không nói, anh nói thực vật trong tự nhiên thì cái độ hoàn chỉnh của các acid amin trong đó nó không cao bằng động vật, đó là sự thật. Nhưng mà ăn động vật nhiều quá nó lại có cái nguy hiểm của động vật, nó không phải giỡn các bạn, nên báo đọc nhiều lắm, nhiều bài lắm, ăn protein động vật nhiều sẽ gây nguy hiểm, có không có đâu, nên báo đọc đi. Muốn cho mình không mất cơ thì tối thiểu cái lượng protein hấp thu vào nó phải bằng, được tính theo công thức là 2,2 nhân cho lean body mass. Nhức đầu rồi đó. Mà muốn có lean body mass kiểu gì kiểu phải gặp bác sĩ vô bệnh viện siêu VIP đo bằng máy IMRI test. Thể hình mình thì có máy IMRI test, ngoài ra không có công cụ nào đo cả, đừng có kẹp mỡ không đâu. Bây giờ mình đừng có đem kẹp mỡ thần thánh cái bằng hồn, anh sợ lắm mày. Có thằng cu kiếm cái học lớp máy đem kẹp mỡ 150.000 vô, anh nói cái kẹp này chính xác hơn cái máy InBody của anh nè. Nó nói một câu muốn tặng cho nó máy InBody ghê bạn. Cái máy InBody của anh mua đó, lúc đó là cái thời đó Việt Nam của mình có thôi. Máy 70 thằng nào dân chơi biết. Cái thời đó có mình anh có thôi. Bảo đảm bao luôn á, siêu xe không dám tự hào. Nhưng mà InBody nó phát một á, 70 thời điểm nó có mình anh có. Giờ có không anh chưa biết. Anh mua cái đây là phải gần 3 năm rồi. Mua cái máy 20.000 đô. Thằng nào làm trong vực yêu đi biết à, đừng nói chuyện mà chém gió không chém gió đây đúng không, máy 20.000 đô còn ở đâu ngoài kia, 20.000 đô là 400 mấy chục triệu bạn, chưa tính thuế nha bạn, chưa tính vận chuyển nữa, vận chuyển chắc phải lên cũng gần 500 á, mà nó nói không bằng cái kẹp 100.000 của nó, nghe hơi bị quê các bạn, nghe quê, nhưng mà thôi tại mình lớn không chấp nhận tiểu như người nhỏ tuổi bạn, giờ kẹp bạn đúng không, bằng kẹp bộ phận, bằng kẹp đây được, rồi ok cho bằng kẹp đây ra được phần trăm ước lượng luôn, anh chấp. Trời, anh cho là số nó chính xác không đó. Rồi kẹp đây, kẹp đây, kẹp đây, kẹp đây, kẹp đây, kẹp đây, kẹp đây bằng kẹp bao nhiêu chỗ. Rồi giờ bằng kẹp bao nhiêu chỗ, đúng không? Người bạn anh thấy 24 chỗ rồi đó. Giờ bằng kẹp đóng chỗ rồi là bằng cộng trừ bằng chia trung bình cho nó như phần trăm hả? Nội thấy công thức toán nó thấy có chỗ sai sai rồi đó. Một ý nha, ý thứ hai nữa. Giờ đo mỡ nội tạng, đo gan coi, mỡ mẫu ruột ra cầm kẹp đó vô kẹp hả bạn. Sao được, đúng không? Nên thôi đừng cãi lại. Cãi không lại như đâu. Anh Duy thắng lại vậy. Nên muốn biết phần trăm mỡ thì nên đo InBody test. Giờ InBody nó phổ biến rồi bạn, không phải như cái thời 3 năm về trước có mình Duy Nguyễn có đâu. Bây giờ mấy cái shop bán súp cùi cùi mà nó cũng mua đó bạn. Trời ơi, Duy ơi, mua em cái InBody coi, dạo này mỗi mộng nó chơi đo InBody rồi tư vấn khách em có em chơi em lại tụi nó. Ok được, mấy kêu tao mua thôi, mua giùm cái rồi để vào shop nghe. Ok đó, bây giờ shop nào cần mua InBody anh mua giùm nha. Đây, không lấy bạc nào, qua đường sao lấy vậy thôi. Cái nào xác định kinh doanh là kinh doanh, cái nào không kinh doanh là không kinh doanh, vậy thôi. Xác định tạ không kinh doanh, không kinh doanh phòng nha, kinh doanh lẻ nha bạn. Ba tới ba mua có 1 ký, ba bắt con bán giá gốc là còn lại ba luôn á. Hồi nãy cục nhỏ xíu 12,5 ký đúng không bạn. Bạn mua 1 cục cũng sao, bạn mua phòng đi, anh không kinh doanh. Bạn mua 1 cục anh kinh doanh, súp anh kinh doanh, và có những nhánh anh không kinh doanh đó. Còn InBody không kinh doanh, nó có cái kinh doanh và cái không kinh doanh đó nè. Giả sử mình đo được lượng mỡ trong cơ thể thì mình biết được phần trăm mỡ. Phần trăm mỡ mình lấy khối lượng tổng cơ thể mình trừ phần trăm mỡ nó ra, lean body mass, tức là những cái lean body mass là những cái bộ phận, những cái chỉ số, những cái khối lượng mà nó cần phải có protein để support để sống. Bạn đừng tưởng như bạn tóc mà phải có protein, nhưng mà tóc bạn protein hơi bị dữ đó. Thằng nào chơi undercut vút keo nhiều đi tóc chết xong rồi. Tối ngày dụ anh gì undercut vút keo cho đẹp trai. Tối suy nghĩ kỳ cục mấy bạn. Anh đi vào bước lên xuống tường G63 lên là anh mặc, anh ở chuồng cũng đẹp. Vậy thôi, đó là nguyên tắc cuộc đời mà.
người ta xét về giá trị đồng tiền chứ không ai xét về cái đẹp cái xấu cho mắt người nhìn. Ví dụ như nhìn thấy đầu camera đó nó đẹp hơn anh đó, nhưng mà nó đầu đầu thường, đầu tao mới đầu dữ, đầu tao đầu tự nhiên, đầu có pro vitamin B5 đầu có protein nuôi rất là dữ, uống súp vô tóc một nhanh nữa được không? Đó, giả sử như bây giờ là anh tính một người khối lượng 100 kg mà mỡ 10%, thằng này hơi đẹp á, đúng không? Vậy suy ra nó có 10 kg mỡ, vậy suy ra nó sẽ có 90 kg lean body mass. Như vậy muốn duy trì cái lượng protein để cho thằng này nó không bị tụt cơ thì protein hấp thu nó phải bằng 90 × 2,2, 90 × 2,2, thằng nào sợ chết nhân 3 luôn cũng được, nhân 2,2 đẳng số tối thiểu ha. Cái này là công thức tính toán của thế hệ trước, anh lấy anh xài thôi, anh không nghiên cứu nữa. Mình làm phải có chữ kế thừa chứ bạn, người ta đi nghiên cứu mấy chục năm rồi, đi nghiên cứu gì nữa, đúng không? Số 2,2 này là không phải của anh nha. Rồi, lấy 2,2 nhân cho 90 ra đồng khoảng 200 mấy á, phải không ta? 200 mấy à, nhưng mà anh sẽ chết, đạt nạp 300 nhân 3 cho chắc. Vậy nha. Thì bạn phải bắt buộc hấp thu một cái lượng protein nó cao bằng 2,2 nhân cho lean body mass hoặc hơn, để cho giữ cơ nó không giảm. Cơ nó không giảm mà nó tăng hay không thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Nó tăng hay không nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nha bạn. Nên bạn nói cái chuyện protein tôi nạp vậy sao tôi không tăng, bố anh cũng biết sao không tăng. Anh lấy ví dụ bạn nạp protein cùi, trong đó anh giả sử như protein nó có 2-3 acid amin, ai hàng nào cũng biết rồi đó. Mà cái thằng leucine là cái thằng đầu như là nó rất là quan trọng. Mà ví dụ như cái 125g protein của bạn đó có 1g leucine nè, đúng không? Đó. Còn ví dụ như trong 25g protein của kia tới 5g leucine là thì cái đẳng cấp nó khác nhau, nó nhân lên gấp 5 lần à, nó gần 5 lần. Bạn đồng ý không? Bởi vậy bà đừng nói protein nào cũng như protein đấy. Nó sự cân bằng nó mới quan trọng và cái nguồn nó mới quan trọng. Ví dụ như giờ tôi làm thịt bò, tôi làm protein bếp. À, hàng kia nó bán bò đông lạnh 10 tháng rồi, tôi lấy bò đông lạnh tôi làm, tôi cũng ra bếp vậy. Sao không ra được, đúng không? Chắc chắn phải ra. Còn giờ thằng kia bán bò tươi, tôi đem bò tươi tôi giết thịt tôi làm protein bếp cũng ra vậy. Thì hai cái protein bếp đó hoàn toàn đẳng cấp khác nhau rồi đó. Đúng không bạn? Đó, nó có những nguyên nhân khác nhau, nó ảnh hưởng tới đẳng cấp của protein mà bạn hỏi anh điều ông số anh thua. Đâu phải 25g nào cũng như 25g đấy, đúng không? Đâu phải là protein nào cũng như protein đấy. Nên thằng kia nó chơi nó quất protein xịn, mặc dù nó cũng 25g nhưng cái thành phần nó cân bằng hơn, cái leucine nó cao hơn. Anh lấy ví dụ leucine thôi, nhưng mà còn những chất quan trọng khác nha bạn. Đó, leucine nó cao hơn thì nó uống vô nó nạp vô cơ nó lên nhanh hơn. Thằng kia cũng 30g mà leucine có 1g mà, thì đương nhiên nó không lên được. Nó là một nguyên nhân, còn rất nhiều nguyên nhân tập luyện, nguyên nhân nghỉ ngơi nữa chị. Đó, thằng kia nó tập về nó ngủ ngon, mày tập về xong mày nhắn tin với gái tới 3 sáng mày ngủ tới 7 giờ mày đi làm rồi sao mày bự được đó. Rồi tập kéo thuốc cho giữ vô, không kéo thuốc thì quýnh mày da trong bào da ông nội, 4 thằng nó kéo thôi mày hết cũng được rồi đó, sao lên nổi đó. Nó phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân. Bây giờ mỡ mình để cho nó không tăng và giảm là ok, cơ mình cũng phải để cho nó không giảm và nó tăng là ngon. Mà muốn cơ tăng phải tập theo dáng lean body của anh Duy. Lean body nó cao thì giáo áo lean body có rồi, tập theo vậy thôi chứ có gì là khó. Giờ cái khó là cái ăn nè. Đó, ăn thì ăn xoay quanh TDE, ăn là ăn phải ăn những cái protein hoàn chỉnh và carb hoàn chỉnh, dinh dưỡng hoàn chỉnh nói chung đó. Đó, rồi còn protein phải sử dụng là cái lượng protein hồi nãy anh dự tính đó là 2,2g trên 1kg lean body mass, là hấp thụ của nha bạn, hấp thụ đó chứ không phải là ăn vào. Đó, mà protein thì giờ nó dễ lắm, BBT nó có đóng mà nhánh nào cũng được, mà thấy có chơi liên mà tán vô dính gì đâu, mình muốn lean body mà. Còn nếu bạn chơi protein quay á, phải cẩn thận cái này, quay á thì phải kết hợp nhiều thằng, quay không giờ đứng mình được, quay calcium vitamin rồi workout cao zone ga đó, đóng đó đó, tối thiểu đó. Mà quay là gì? Quay là cái nhanh, mà nhanh á mà uống nhiều nó sẽ không ngon, mà nó không lợi hại bằng cái chậm mà bạn uống ít đó. Bạn phải hiểu gì nữa chứ không phải mà thấy calo thấp là không quay, mà bạn quất vô này hàng protein hoàn chỉnh nó tới 350 calo, thằng protein quay nó có 11 calo, 110 calo thôi, uống calo thấp nó sẽ tốt hơn. Sai lầm hoàn toàn baby, tính gì không ổn thế nào cả đó. Mà trong khi hoàn chỉnh nó mắc hơn thằng quay rất là nhiều nha bạn. Quay thì phải kết hợp nhiều cái đó. Còn nếu mà quay mà uống một ngày nhiều lần thì nó vi phạm nguyên tố là sử dụng protein nhanh nhiều quá. Nó hấp thu cái kiểu mà nó cà giật nó không ổn định, mà nó cà giật như vậy á, cơ thể mình nó không chế được chuyện lean đó. Nên cái việc ăn việc uống của lean body nó rất là khó chứ không phải nó đơn giản. Anh hy vọng qua những điều nãy giờ anh nói, anh cũng biết là anh nói nó rất là trừu tượng,
Nhưng mà các bạn đã chơi tới đẳng cấp Remedy rồi thì cái kiến thức các bạn là phải có. Các bạn là phải có và các bạn sẽ hiểu được những vấn đề anh nói ở đây. Đó. Cuộc sống mà phải cân bằng giữa ăn và uống. Và nếu mà xét về chỉ số hấp thu thì thực phẩm bổ sung nó được cái lợi thế đó, hấp thu hơn rất là nhiều so với thức ăn tự nhiên. Đó, do đó là bạn thấy anh đi ăn, anh kêu rất là nhiều đồ ăn, thậm chí các ký thịt đó bạn. Chuyện rất bình thường. Một ký thịt đó. Nhưng mà không có nghĩa là ký thịt đó là cái bạn của anh được 200g protein, không có chuyện đó bạn. Anh ăn mà cho thịt cá đi vô bao tử nó du lịch chơi xong đi ra thôi à. Chuyện đó chuyện bình thường, nói nhậu biết. Đó, nhưng mà cuộc sống mà nó có phải có vui, có chơi, nó phải có trà dư tửu hậu, nó phải có gái gú ngoài đường. Đúng không bạn, ăn vô quán cà phê cho tiếp viên tao có việc tao làm chứ giờ. Mấy em sinh viên thất nghiệp nhiều quá trời vô làm nhà hàng tiếp viên bạn vô ăn quán ế nhẹ luôn rồi, khổ tụi nó, đúng không? Đó vậy đi ha. Rồi nói chung thì chúc anh em qua video này thì sẽ lượm nhặt được những cái kiến thức mới hay là tu bổ những thức cũ để cho chúng ta trở nên lean body ngày một đẹp hơn. Thì tất nhiên chủ đề lean body là chủ đề muôn thở. Đó, thì sau này anh sẽ cảm thấy cần chia sẻ thêm gì chia sẻ tiếp. Chứ anh nghĩ một cái video này nó sẽ không đủ đâu. Đó. Mà khi lean body là những thằng hoàn chỉnh và những thằng chậm nó quan trọng hơn những thằng nhanh. Bạn nhớ vậy, nếu bạn có sản xuất những thằng hoàn chỉnh thiếu và chậm quan trọng hơn những thằng nhanh. Đó. Nó chuyển dần qua xu hướng giảm mỡ rồi đó bạn, nó chuyển dần qua xu hướng giảm mỡ rồi đó. Mà khi mà bạn qua giảm mỡ bạn sẽ cảm thấy hoàn chỉnh và chậm nó còn quan trọng hơn nữa. Nó còn quan trọng hơn cực kỳ. Đó, bạn thấy người ta xài casein giảm mỡ chưa? Chưa phải không? Để bữa nào chỉ cho. Thôi bye bye các bạn nha. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thể hình online. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.